Hello, chào mừng các bạn đã đến quay lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay cuối tuần là các bạn ơi, mình sẽ quay vòng quay 12 ô như thường lệ thôi các bạn ơi. Cuối tuần là mình có bao nhiêu mình sẽ dễ hết vòng quay hết luôn các bạn. Một với cuộn tuyệt sắc các bạn. Hy vọng nó sẽ vô 5 cuộn tuyệt sắc đi. Vô ná chị cứu thế vô năm giới tuyệt sắc đi. Ê, sao rồi cài thế năm giới tuyệt sắc mà không có, giờ mình sẽ qua phần giải bùa các bạn. Giải bùa giờ mình sẽ giải bùa bằng ếch trước các bạn. Bùm. Ê, một giới tuyệt sắc này các bạn ơi. Ok, giờ mình sẽ quánh hai lần nữa các bạn. Quánh này cho lẹ để tốn thời gian các bạn xem video. Vẫn mai thế nào đây? Nổ coi. Thả tay rồi mà. Bùm. 3, 3, 4, 3. Để 5 lần nữa. Bùm. Mình thường test sự kiện vẽ bùa ha, vòng quay hao là mình thường cuối tuần các bạn. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh của mình nha các bạn. Để mình làm test cái video clip cho các bạn soi xem nha. Ok, còn hai lần nữa mình sẽ làm nốt luôn các bạn. Ngày mai là hết tháng rồi. Sẽ không còn đổi huy hiệu nữa. Qua tháng mới là mình sẽ đổi huy hiệu mới. Ok, được 3 lần giờ mình vô mình đổi skin thôi các bạn. Không cần phải nói gì nhiều hết. 190 cái cho nó tới 229 lần. Skin đi thiền biến ô thôi, mình lấy do học đường là 59 60 còn viên 30 mấy nha. Viên 3 mấy làm gì ta, viên 3 mấy là đổi cái thẻ đầu tên luôn. Ok, xong nha các bạn. Thôi video mình đến đây là hết rồi. Chúc các bạn xem video một ngày cuối tuần vui vẻ nha. Giờ đừng quên nhấn chuông đăng ký kênh nhận thông báo video của mình nha. Bye bye các bạn.